Rồi Trân Như chọn 47D. Bạn Giang chọn 47B. Bình thường không nhanh hả? Ok, Cẩm Tú chọn 47D. Quốc Anh thì chọn 47B. I would rather. Câu này thì nó sẽ liên quan tới công thức would rather nha các bạn. Would rather sẽ cộng với gì mọi người nhỉ? Cái câu này tôi giảng nhiều lần lắm rồi nè. Would rather cộng verb 1 hay là cộng to verb 1 mọi người? Would rather cộng gì? Would rather cộng verb 1 nha mọi người. Tức là thích cái gì đó hơn. Would rather cộng verb 1. Vậy thì nếu như mà phủ định thì sẽ là would rather not verb 1. Vậy thì các bạn biết câu nào đúng chưa? Đáp án chính xác là câu gì nào mọi người? Đó là câu câu D đúng không? I would rather not go. Câu D, câu D. Dịch nghĩa nào? I'm tired là tôi rất là mệt. I would rather not go out this evening. Tôi muốn là tối nay không có đi ra ngoài. If you don't mind, nếu mà bạn không ngại thì tối nay tôi muốn ở nhà hơn. Tôi không có muốn đi ra đường. Đấy, các bạn ghi lại công thức nha. Các bạn ghi công thức này đi mọi người. Would rather cộng với lại verb 1 giống như là thích làm một cái việc gì đó hoặc là thích một cái việc gì đó hơn đi. Còn nếu mà phủ định thì sẽ là would rather not verb 1. Rồi, học công thức nhiều quá bị ngán đúng không? Kiếm một câu gì đó hay hay cho mọi người học đi cho đỡ ngán nào. Ví dụ như là bây giờ ăn với lại thích cái gì đó hơn nè. Bây giờ thích cái gì đó hơn sẽ là would rather verb 1 then verb 1, ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ giữa cook với lại eat, các bạn thích ăn hơn hay là thích nấu hơn? Ai viết thử câu cho tôi nè. Các bạn thích ăn hơn hay là thích nấu hơn? Ví dụ như mình thì sẽ là I would rather cook than it. Ví dụ như mình là một cái người yêu thích việc nấu ăn, mình rất là thường xuyên vào bếp để mà mình nấu ăn, cho nên là Quỳnh là một cái người yêu lao động, thích tự tay mình làm những món ăn ngon cho gia đình, cho nên mình sẽ là người I would rather cook than eat. Mình là người thích nấu ăn hơn là ăn. How about you? Còn các bạn thì sao? I would rather eat than cook. Chin chin. À, tức là các bạn thích ăn hơn là thích nấu. Cô dối lòng á, chị đâu dối lòng đâu, cái gương mặt của chị nó uy tín như vậy cơ mà. Ôi các bạn như vậy là không được rồi. Các bạn mà thích ăn hơn nấu như vậy là không được rồi nha. Các bạn cần dành thời gian ở nhà rèn luyện bản thân nhiều hơn nha. Nên tập nấu ăn đi, không có nên ăn nhiều hơn nấu đâu, béo đấy. Cảm ơn Tâm My tặng hoa hồng cho em, uy tín ghê. I would rather eat than cook. Ngược lại hả? Rồi tiếp tục. Hoặc là một câu mẫu câu khác nha. Ví dụ như là I would rather love someone I can't have than have someone I can't love. Một cái là love, đây là một cái động từ love ha, than have. I would rather love someone I can't have. Câu này dịch làm sao ta? Than have someone I can't love. Em thà là yêu một người mà em không thể nào có được, còn hơn là bên cạnh một người mà cả đời này em chẳng thể yêu. Ôi câu này hay nè các bạn. Đấy, các bạn nhớ câu này nha. Would rather love someone I can't have than have someone I can't love. Thà là yêu một người mà cả đời này không thể nào có được, còn hơn là bên cạnh một người mà cả đời này mình chẳng thể yêu. Trời ơi, cái gì mà tặng quả tim ta đùng vậy bà Vi? Bà Vi bấm theo ngôn tình mọi người à. Trời, có nhiều người viết lại cái câu của tôi quá vậy. Cái gì mà nhiều người thích cái câu của tôi quá vậy? Đấy, tôi dạy học bao nhiêu công thức tôi cứ viết thì không viết. Em u mê chị hả? Cảm ơn bao cô tè. Tôi dạy bao nhiêu công thức kêu viết từ nãy giờ thì không viết. Xong rồi tôi vừa viết một câu ngôn tình á, thế là gì lấy gì để cái câu ngôn tình của tôi. Học hành kiểu gì vậy hả? Bực cả mình. Dạy bao nhiêu công thức ở trên đây này, kêu viết mấy cái công thức kêu ghi từ vựng thì không viết ra. Bao nhiêu công thức với từ vựng thì không viết. Vừa dạy một câu ngôn tình cái xong rồi viết lấy viết để. Chị dạy dễ hiểu quá, chị cảm ơn em.